Vâng, xin chào mừng quý khán giả, bà con anh em và các bạn, đồng nghiệp ham mê nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Trở lại với kênh YouTube Kỹ thuật nuôi ong Linh Phương. Thì hôm nay, bây giờ là 9 giờ. Bây giờ là 9 giờ hôm nay ngày 27 tháng 9 2024 dương lịch. Vâng, thế thì chia sẻ với bà con anh em và các bạn một cái nội dung mới. Đó là chúng ta tạo cầu ong đực đơn giản. Vâng, như vậy là bây giờ đó là sang tháng hôm nay đã là 27, 28 tháng 9 rồi, thì sắp sửa hết tháng 10, sắp sửa sang tháng 10 dương lịch. Thế thì chúng ta phải có cái chuẩn bị về tạo ong đực trước, sau khi tạo chúa. Trong vòng một tháng nữa, cuối tháng này, cuối tháng 10 này, là chúng ta xây cầu xong và chúng ta tiến hành tạo chúa. Thì trước khi tạo chúa, chúng ta phải tạo ong đực nhé. Trước khi phải tạo chúa, thì chúng ta phải tạo ong đực dư thừa đã, chúng ta tạo chúa. Thế thì bây giờ chúng ta đó, là phải chuẩn bị tạo chú tạo ong đực dần đi. Trước tiên là chúng ta phải chọn ong đực, những cái đàn thế ong đực mạnh, những cái đàn có những đàn chúa già và có ong đực và thế đàn mạnh thì chúng ta bồi dục và chúng ta tiến hành tạo ong đực. Tạo ong đực thì có rất nhiều cách. Cách một tạo đơn giản nhất là chúng ta sẽ cắt lượn góc bánh tổ đi. Đây ạ, bánh tổ đang vuông nhá. Chúng ta cắt góc đi, lượn cách góc theo nửa vầng trăng. Thì sau khi chúng ta đưa vào cái đàn đông, đàn mạnh và chúng ta bồi dục thì nó sẽ xây ong đực từ đây nhá. Nó xây ong đực từ đây. Chúng ta cắt một số đàn, cắt một số cầu, lượn cắt góc bánh tổ, lượn theo nửa vầng trăng thế này nhá. Và chúng ta sẽ đưa vào cái đàn ong mạnh, chăm sóc tốt thì nó sẽ xây ong đực từ đây. Thì chúng ta sẽ có được ong đực nhá. Đấy là cái phương pháp đơn giản nhất. Đấy, và cái phương pháp nữa là chúng ta sẽ lấy cái chân tầng, chúng ta chỉ lấy 1/3 chân tầng thôi, chúng ta đưa vào giữa bánh tổ, thì đây là cái một mảnh chân tầng chỉ vào 1/3 hoặc nửa non thôi, để chúng ta cho gắn vào chân tầng và chúng ta đưa vào đàn ong mạnh, đàn ong chúa mà đàn mạnh thì sẽ xây ra đây, nó xây ra đây bằng cái lỗ ong đực nhá. Chúng ta không được đưa vào cái đàn chúa mới nhá, đưa vào cái đàn chúa mới là nó vẫn xây ong thợ. Nhưng chúng ta phải đưa vào cái đàn ong có chúa già này. Thế sau khi đó là chúng ta cho ăn mạnh, phát triển mạnh thì nó sẽ xây ong được ở đây. Đấy là cái phương pháp đơn giản. Đây là phương pháp đơn giản. Còn phương pháp nữa là chúng ta lấy cái cầu ong ý, chúng ta gắn vào cái chân tầng, đưa vào cái đàn ong mạnh để cho cái đàn ong nó xây cái lỗ ong ý, nó xây cái lỗ ong ngoại nhá. Nó lỗ to thì ong chúa nó sẽ đẻ ong được vào đó. Thì trước mắt thì chúng ta sẽ chọn đàn ong mạnh nhá. Tôi chọn cái đàn này, tôi chọn cái đàn đàn xốp để cho chúng ta sẽ đưa cái chân tầng mà tôi vừa cắt góc nhé. Đấy. Đây tôi đưa cái chân tầng vừa cắt góc vào đây thì đàn này nó mạnh, nó sẽ xây ong được nhé. Và chúng ta nên nhớ cái đàn ong này là chúa già này, thứ hai là chúng ta chăm sóc ăn mạnh, đổ đường ở cho ăn phấn để cho lên ong được nhé. Thì ta đưa cái cầu này vào đây thì nó sẽ cơi nới và nó thành cái cầu ong đực nhé. Đây, cơi nới thành cái cầu ong đực nhé. Và chúng ta sẽ chăm sóc cái đàn này thật mạnh lên để nó cho làm ong đực nhé. Đây, bây giờ cái cầu này thì tôi sẽ đưa vào, tôi cũng đưa vào giữa nhé, hoặc chúng ta có thể đưa đàn khác, đưa đàn mạnh khác, và chúng ta có thể đưa đàn này thì chúng ta chăm sóc mạnh lên nó sẽ xây ong đực nhé. Cái chỗ còn lại nó sẽ xây ong đực. Quân phải đông nhá, mà phải chăm sóc tốt, quân đông cho ăn mạnh. Đấy, thì cái đàn này nó sẽ phát dục, nó sẽ phát dục ong đực nhá mọi người nhá. Thế bây giờ đây là cái phương pháp làm tạo ong đực đơn giản nhất. Chúng ta cắt góc bánh tổ và chúng ta lấy cái chân tầng ong nội và chỉ một nửa chân tầng thôi, chúng ta gắn vào cái chân tầng đó, còn phần còn lại nó sẽ cơi nối ong đực. Nhưng phải yêu cầu là phải đàn ong mạnh và đàn có chúa già. Đàn chúa già thì xây ong đực sớm hơn. Chúng ta đưa vào cái đàn chúa tơ là không bao giờ nó xây ong đực nhé. Đây là cái đàn ong chúa già, thứ hai là đàn ong mạnh chúa già, chúng ta chăm sóc thật mạnh thì nó sẽ bồi dục ong đực. Đấy. Thế giờ đây là cái trại 1 của tôi nhé mọi người nhé. Đây là cái trại ong 1.
Đây là cái trại ong một của tôi này. Thì tôi sẽ làm hai đàn ong đực. Thì chúng ta sẽ xem một cái cầu ong ý. Phương pháp thứ hai là chúng ta gắn chân tầng ong ý vào một cái cầu ong nội, đưa vào cho con đàn mạnh, nó sẽ xây lỗ ong đực nhé. Nó sẽ xây lỗ ong đực và chúa sẽ đẻ vào đó là thành ong đực nhé. Bây giờ đây là cái bát quái mà hôm nay tôi đã đánh, bắt đầu đánh là nó lại vào nhiều nhé mọi người. Đấy, hai đầu đều vào nhiều. Hai đầu này là bao nhiêu? Đây là cái trại 1 nhá. Thế thì chúng ta sẽ lên đầu trại kia là có một cái đàn ong mà tôi xây bằng cái cầu ong ý nhá. Tôi xây bằng cái chân tầng ong ý để nó lên ong, nó lên cái lỗ ong được nhá. Đây là cái đàn ong số 99 ở đầu trại nhá. Vâng, đây là cái trại ong 1 của tôi này. Tôi sẽ xây cái đàn ong 99 này bằng phương pháp là chúng ta mua cầu, mua chân tầng ong ý, chúng ta đưa vào gắn vào cầu ong nội để cho ong nội nó xây lỗ ong đực nhé. Đây ạ. Chúng ta cũng mượn một cái đàn mạnh nhé, đàn đây, đàn ong mạnh này. Đây là cái chân tầng ong ý nhé mọi người nhé. Mọi người có nhìn thấy cái lỗ to không ạ? Đây cái trần ong ý này, nó đã xây rồi, xây hết toàn bộ đây. Thì nó đang vén lên thì chỉ một ngày vài nữa là đẻ trứng này. Đây là cái trần tầng ong ngoại nhá. Chúng ta nhìn thấy lỗ to nhá. Lỗ to hẳn này. Đấy. Đây là cái trần tầng ong, đây là cái trần tầng ong ngoại này. Trần tầng ong ngoại tôi đưa vào ong nội để cho xây này. Đấy, nó đã xây xong rồi. Và nó sẽ chuẩn bị đẻ trứng. Và cái cầu này sẽ là cái cầu ong được hết nhá mọi người nhá. Cầu này tới đây sẽ là cầu ong được hết. Vì tôi lấy cái chân tầng ong ý lỗ nó to, kích thước to. Đấy, kích thước to là tôi xây cho vào ong nội xây thì nó sẽ xây hết cái cầu được cầu ong được nhá. Đấy. Chúng ta đã công tác chuẩn bị. Đấy, cái cầu đó là tới đây sẽ hoàn toàn ong được hết nhá mọi người nhá. Vâng, như vậy đây là cái trại ong một của tôi này. Thì tôi cũng làm một cái đàn ong có ong đực bằng chân tầng ong ý. Bằng cái chân tầng ong ý cho ong nội xây nó sẽ đẻ ong đực vào đó nhá. Tiếp theo chúng ta đến cái trại 2. Đây là cái trại 1. Ba trại chúng ta làm 3 điểm ong ý nhá. Chúng ta sẽ làm 3 nơi ong ý. Làm 3 nơi ong đực xây bằng tầng ong ý. Vâng, đây là cái phong cảnh của cái trại 1 của tôi nhé. Ở đây thì vừa rồi là tôi bán mất 40 đàn ong rồi. Thì đây chỉ còn có 30 đàn ong thôi. Còn có 30 đàn thôi thì trong núi là cái trại 2. Chúng ta vào tham quan cái trại 2 mà tôi cũng cho mới xây một cái cầu ong đực nhé. Bằng chân tầng ong ý nhé. Cũng đã xây xong rồi nhé. Đây chúng ta sang cái trại 2. Trại 2 thì tôi cũng làm một đàn ong đực nhá. Cái trại 2 của tôi thì chạy vào đến trong núi kia. Thì tôi sẽ chọn cái đàn này xây cái cầu ong đực. Xây cầu ong đực cũng bằng cái chân tầng ong ý nhá. Tôi cũng chọn một cái đàn này để xây chân tầng. Chân tầng ong ý để tạo ong đực nhá. Tôi cho vào giữa xây nhá. Đây là cái ong chân tầng ong nội này, chân tầng ong ý này. Đây là cái chân tầng ong ý này, nó xây xong rồi đó. Và mọi người nhìn có lỗ to to không ạ? Chân tầng lỗ ong ý nhá. Thì tôi đưa vào ong nội xây để tôi tạo cái cầu đực này tiếp theo. Đấy là tôi đã qua hai cái cầu ong đực mà nó đang bắt đầu chuẩn bị tới đây nó sẽ đẻ trứng nhá. Nó xây xong rồi nhá. Nó xây xe trong giờ chỉ một vài ngày nữa là nó đẻ trứng. Thì chúng ta phải tạo ra thế ong. Tạo thế ra cầu ong đực trước nhé. Đấy. Vâng, đây là cái trại 2 trong núi. Thì tôi cũng tạo một đàn ong đực. Còn trại 1 là 2 đàn ong đực. Và tiếp theo là tôi sẽ xuống một cái trại ở dưới kia.
ba trại ong, thì tạo cả ba trại đều có ong đực nhé. Vâng, đây là cái trại 2 thì có một cái đàn ong đực này, có một đàn ong đực tạo này. Và cái trại 1 ngoài này thì có hai đàn ong đực để tạo nhé. Này, tôi đã chuẩn bị sẵn nhé. Và chúng ta xuống ở cái nhà dưới kia, cái trang trại dưới kia là có một cái đàn ong đực, chúng ta xuống xem nó xây xong chưa nhé. Thì cũng xây bằng cái chân tầng ong ý nhé. Hôm nay nội dung video hôm nay thì chia sẻ với mọi người là cách tạo ong đực. Cách tạo ong đực đơn giản nhất có hai cách. Cách một là chúng ta cắt góc bánh tổ và chúng ta đưa chân tầng ong nội, chúng ta đưa vào 1/2 hoặc một nửa chân tầng ong nội để nó phần còn lại nó xây ong đực. Phương pháp thứ ba là chúng ta mượn cầu chân tầng ong ý để xây ong đực. Đây, xuống một cái trại tiếp theo. Chúng ta sẽ xuống một cái trại tiếp theo. Đây, trại tiếp theo là dưới này là có 40 đàn ong. Có 40 đàn ong, tôi cũng tạo một đàn ong có nhiều ong đực nhất. Đây, cái trại ong này là cái trại ong của anh Cao gửi cho tôi nhé. Anh Cao gửi tôi. Vâng, ong rừng hôm nay vào nhiều quá đấy. Chúng ta có nhìn thấy ạ. Ong rừng này vào rất nhiều. Nó vào cái bẫy bắt quái ấy kìa. Ong rừng đang vào đấy. Hôm nay cũng vẫn cứ vào nhiều. Thế đây là cái trại ong của anh Cao người Hà Tây. Thì tôi cũng tạo cho anh một cái cầu ong đực. Mọi người mời mọi người xem nhé. Đây, cái trại ong dưới này có 40 đàn. Tôi cũng tạo hẳn một đàn dưới này. Ba điểm, ba nơi đều có ong đực phân tán các nơi nhé. Ong đực tạo phân chia. Đây là cái... Hôm nay lấy phấn rất nhiều nhá, lấy phấn rất mạnh. Thì tôi lại chọn một cái đàn này để tạo ong đực thì xem cái cầu ong ý là nó xây xong chưa nhá. Đàn này 4 cầu này. Đây là cái cầu ong ý nhá. Đấy, cầu ong ý này nó xây hoàn chỉnh hết rồi, chỉ một vài ngày là nó sẽ đẻ trứng hết lượt nhé. Là chúng ta sẽ tạo được một cái cầu ong đực như thế này, một trại ong này chỗ này chỉ cần một cái cầu ong đực như thế này thôi nhé mọi người nhé. Đấy là cái bàn này đạt 4 cầu thì tôi đưa một cái cầu ong ý vào đây để xây tạo ra một cái cầu ong đực, đưa một cái chân tầng ong ý vào đây để tạo cái ong đực nhé. Vâng, đây là cái trại ong này có 40 đàn. Có 40 đàn ong của anh Cao thì tôi sẽ tạo cho anh một cái cầu ong đực. Tạo cho anh một cái cầu ong đực thì tới đây anh vào nha. Chuẩn bị là anh chia đàn. Trước khi chúng ta chia đàn thì chúng ta phải tạo ong đực trước. Trước khi chúng ta chia đàn chúng ta phải tạo ong đực trước như vừa rồi. Đây, mỗi một trại. Trại 1 nó có 2 đàn ong đực và trại 2 có 1 đàn ong đực và trại 3 này là có 1 đàn ong đực như vừa rồi, cho xem nhé. Đây ạ. Hôm nay lại rất nhiều con mặt quỷ nó vào như thế này ạ. Rất nhiều nhé. Vâng, như vậy là nội dung video sáng hôm nay chia sẻ với quý bà con anh em và các bạn là kỹ thuật tạo ong đực. Kỹ thuật tạo ong đực trước khi chia đàn. Vâng, video này hết. Chia sẻ với quý bà con và các bạn chúng ta đã nắm được rồi. Vâng. Cảm ơn tất cả quý bà con và các bạn đã để ý theo dõi kênh. Vâng, ai thấy hay thì chia sẻ, đăng ký kênh để lại lời bình luận phía dưới nhé. Vâng, xin chào.